chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Hiền mời cả nhà xem cái cửa biển Nha Trang. Trước mặt cả nhà là cái cửa biển Nha Trang. Phía bên phải là có cái cầu Trần Phú. Ở phía bên trái là cuối của cái con sông Cái đang chảy vào cửa biển. Mời cả nhà dạo trên cái bờ kè, có một chú đang câu cá. Phía trước ngọn núi là tháp bè Bonaghe cả nhà. Phía trước là ngọn núi tháp bè Bonaghe, còn phía xa xa là cái làng chài. Cầu Bóng hay còn gọi là cầu Trần Phú, Nha Trang. Đi xe ngọn núi là tháp bè Bonaghe cả nhà. Còn đây Hiền đang đứng ở phía bên phải của cái cửa biển Nha Trang. Xe có những con thuyền, con tàu đang đi đánh bắt giờ quay trở bờ. Nước biển trong xanh. Nước biển trong xanh. Có những con ghe tàu đang chuẩn bị ra khơi. Phía bên trái màn hình là cái tòa khách sạn Mường Thanh nằm bên chân biển. Phía bên trái đó là cái cầu Bóng, cầu Trần Phú. Hiền đang đứng phía bên trái của cái cửa biển Nha Trang. Xe là khách sạn Mường Thanh nằm dọc bên bờ. Và đây là cửa biển Nha Trang ở cả nhà. Các bạn này đang câu cá. Cả nhà xem hết video bấm like tặng Hiền nhé. Bạn nào mới ghé kênh bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Chào tạm biệt.